du lịch nhiều quốc gia, nhiều nơi, nhưng mà chưa có tour du lịch nào mà đặc biệt như tour này. Đặc biệt là mình có chương trình là đi 10 người, đó, tặng thêm một người. Thực ra trước giờ thì anh không ưa chương trình quảng cáo, nói đường là một nẻo, nhưng mà công ty của em là thực sự, thực thụ luôn. Đó, nói là làm. Đây là người thật, việc thật, chứ không phải quay số. Số tiền rất lớn đối với anh, đó, tới 23 triệu lận. Anh rất là cảm biết ơn bên em, nó thúc đẩy gia đình là sẽ tăng cái sự gắn kết.